Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, đến nay, ông Phạm Trung Thành ở xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã mở rộng đầu tư trang trại nuôi ốc nhồi với diện tích rộng gần 2,5 ha và gặt hái thành công. Hiện trang trại nuôi ốc nhồi của gia đình ông Thành có quy mô lớn nhất huyện Tứ Kỳ. Ốc nhồi thịt được nuôi hơn 3 tháng sẽ cho thu hoạch, một năm hai lứa. Mỗi năm trang trại cung cấp ra thị trường 12 tấn ốc với giá bán buôn từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng một kg. Ốc thu hoạch được bao nhiêu là thương lái mua đến đó. Gia đình ông đang có một mẫu ruộng để nuôi bèo tấm và rong rêu làm thức ăn cho ốc. Khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua, toàn bộ 9 mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp đều đồng loạt tăng giá. Trong đó, hai mặt hàng cà phê rủ nhau lập đỉnh mới, nối dài đà tăng sang phiên thứ 5 liên tiếp. Cụ thể, giá cà phê Arabica tăng 0,3%, tiến sát mức giá cao nhất 2 năm rưỡi đã ghi nhận vào giữa tháng 7. Giá cà phê Robusta phá vỡ kỷ lục vừa hình thành ở phiên trước, tạo mức đỉnh lịch sử mới khi gần chạm tới mốc 5.000 đô la Mỹ một tấn. Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng nay 22 tháng 8, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ diễn biến đồng pha với giá thế giới khi bất ngờ tăng hơn 1.000 đồng một kg so với hôm qua. Hiện dao động khoảng 119.000 đồng đến 119.800 đồng một kg. Tây Ninh hiện có khoảng 150.000 ha lúa sản xuất 3 vụ mỗi năm. Nhằm nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của nông dân, tỉnh đã triển khai dự án liên kết sản xuất, rải sát và tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao. Dự án thu hút gần 600 hộ nông dân trên diện tích hơn 2.000 ha, mỗi ha nhận hỗ trợ 3 triệu đồng từ tỉnh. Công ty Đức Thành đứng đầu chuỗi, chịu trách nhiệm tiếp nhận và phân bổ nguồn lực, giúp nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật và tiêu thụ toàn bộ sản phẩm lúa. Ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa quan trọng trong tái cơ cấu nông nghiệp, đảm bảo đầu vào và đầu ra ổn định cho các hợp tác xã, nâng cao chất lượng sản phẩm, qua đó phát triển sản xuất lúa gạo chất lượng cao, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Sóc Trăng, những năm qua, bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, nhắc nhở các chủ tàu trang bị các thiết bị cứu hộ, cứu nạn, công tác tuyên truyền đến các quy định về cải hoán tàu cá luôn được tỉnh Sóc Trăng quan tâm, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển. Ông Lưu Tấn Hòa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Sóc Trăng cho biết, hiện toàn tỉnh có khoảng 1.000 tàu cá đánh bắt thủy hải sản. Phần lớn các tàu cá làm bằng gỗ và các thiết bị máy móc đều đã cũ nên không đảm bảo hoạt động lâu ngày trên biển. Trong đó 1.000 tàu cá đang hoạt động, có gần 20 tàu cá có nhu cầu cải hoán đóng mới. Nhưng toàn tỉnh chỉ có một cơ sở sửa chữa, đóng tàu với công suất còn hạn chế. Thời gian qua, ngành nông nghiệp thường xuyên tuyên truyền đến các chủ tàu cá và bà con ngư dân tham gia hoạt động khai thác thủy sản, chấp hành tốt quy định cải hoán đóng mới để đảm bảo tàu cá đạt chất lượng an toàn cho mỗi chuyến vươn khơi đánh bắt.